bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem mô hình trồng đậu đũa. Có nghĩa đất ở đô thị các bạn vẫn trồng được. Cái nhà kìa, đẹp khổng lồ lắm. Thì đây các bạn thấy không? Này cặp đường Mỹ Phước Tân Vàng của thành phố mới Bình Dương á, đất trồng ở đây người ta vẫn trồng được những cái mô hình trồng đậu đũa, trồng hoa màu lớn như thế này nha. Cái này 300 m², tốt. Này đậu đũa người ta thu hoạch cỡ lối 4 giờ sáng nha các bạn, cho nên sáng nay người ta không có thu hoạch, hoặc là người ta thu hoạch 6 giờ chiều, tóm lại là người ta sẽ thu hoạch thời gian mát. Đất trồng cũng là đất tự nhiên, người ta ươm hạt rồi bỏ phân chuồng thôi, trồng theo luồng, làm vàng theo luồng. Coi tầm quát một tí mình vô cận cảnh mình chia sẻ cho các bạn. Xuôi trời đất trái luôn á, dầm vô chi tiết cho các bạn xem nghe. Có cái già cái non, ổ dài ghê không? Hoa đậu đũa. Hình trồng đậu đũa nông dân làm giàu, thì một trong những phương thức làm giàu thì đây mình gợi ý cho các bạn trồng đậu đũa rồi lấy giống đậu đũa luôn. Đây là các bạn thấy không, nó già sẵn trên cây rồi, người ta để già lại người ta làm giống luôn. Ngày già vậy nè, vậy chứ trồng ruộng nó đen hôi hết rồi, thấy chưa? Này hái vô làm giống luôn, trồng theo luống nè, có mương nè để thoát nước. Ở đây thì người ta làm theo mô dán mương nè, những cái gò mô nè. Này thu hoạch rồi nên thấy ít trái, được tới chưa thu hoạch nhiều trái đó. Đủ dài lắm, đủ trái dài hòn lắm, thế dài luôn, dài người gớm luôn. Người trồng theo hàng ngang thì phương thức làm giàu từ trồng đậu đũa. Đậu đũa thì ngoài chợ bây giờ nó 25.000 ký nha các bạn. Có sâu đuổi vô trong.
bạn trồng đậu đũa cái mô hình như thế này, lâm giang nè các bạn, hai bên người ta trồng trâu vào nhau phải không, lên đây một cái lên vàng, hai bên ta trâu lại này. Không? Còn mấy cái già nè ta không có bẻ dục, ta để ta làm giống luôn mấy cái già, còn ta thu hoạch cỡ này là ta thu hoạch rồi. Cái đũa này xào rồi cuốn tráng ăn cũng ngon nữa này. Nhìn đẹp quá. Cái này 300 mét vuông nha các bạn, người ta trồng 300 mét vuông đất này. 10 cõi tứ. Trồng đậu đũa này cũng phun thuốc nhiều lắm, đậu đũa đâu que đâu. Đây là một trong những mô hình làm nông nghiệp nông dân làm giàu. Cái vùng thành phố mới thì tùy theo khu vực, tùy theo thổ nhưỡng địa phương thì mà gần chợ đầu mối hay không, giá của mỗi cái loại nông sản này nó sẽ khác nhau nha các bạn. Thì cái này mình chia sẻ cho ở cái vùng của mình. Ok, mình vừa chia sẻ cho các bạn cái phương thức làm giàu từ trồng đậu đũa, nông dân làm giàu. Thì một trong những cái loại mô hình nông nghiệp không hẳn là đất ruộng hay bưng biền gì các bạn vẫn có thể trồng được nha. Mình trồng đúng phương pháp thì nó sẽ có trái hết rồi. Mà trồng được hết thì đây đất ở đây nó cũng khô, đây theo mùa, ở nay mùa mưa nè, đất tự nhiên bình thường cũng có màu mỡ gì hết, trồng nó vẫn tốt, trái quá trời quá đất. Rồi ra trái con quá trời quá đất. Ok, mình vừa gửi cho các bạn phương thức làm giàu từ trồng đậu đũa rồi nha. Chúc các bạn thành công, chào tạm biệt, hẹn các bạn trong các video sau. Dài túc 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 được kìa. Còn các bạn muốn mua thì đây tại vườn, nhưng mà mình nói trước là cái gì trồng muốn nó tốt không bị sâu thì ai cũng phun thuốc thôi nha. Rau sạch thì chỉ có chúng ta trồng tại nhà chịu khó bắt sâu thôi, chứ mấy cái loại này là thuốc dữ dằn.